biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nguyên Khang lần đầu trải lòng về nhà hàng vừa bị cháy. Thông tin nhà hàng hải sản Sóng Biển tại huyện Phú Quốc Kiên Giang của MC Nguyên Khang xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại nhiều tài sản nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 28 tháng 5, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại nhà hàng của Nguyên Khang. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Phú Quốc đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến dập lửa. Đến hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã làm hầu hết vật dụng trong nhà hàng hư hỏng nặng. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Liên hệ với MC Nguyên Khang, anh xác nhận thông tin này. Nam MC chia sẻ đây là nhà hàng đầu tiên mà anh cùng hai cổ đông khác hùn vốn đầu tư kinh doanh. Trước đó, việc kinh doanh cũng gặp khó khăn khi lượng khách du lịch giảm. Trong thời điểm dịch Covid-19, nhà hàng phải đóng cửa một thời gian. Nguyên Khang cho biết anh và các cổ đông phải gồng gánh để duy trì hoạt động. Đến khi vừa mở cửa lại thì xảy ra chuyện. Tôi biết tin này vào lúc 7 giờ sáng, khi vừa mở điện thoại lên thì tôi nhận ngay 3 tấm hình cháy rụi mà các quản lý cổ đông gửi đến. Ban đầu tôi tưởng của nhà hàng khác cháy, nhưng khi nhìn lại thì thấy tấm bảng hiệu của nhà hàng mình, tôi sững sờ và suy nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay tỉnh. Tôi coi tình hình nhà hàng và thấy bị cháy rụi, hiện công an vẫn đang điều tra. Nhà hàng của chúng tôi đóng cửa khá lâu sau đợt dịch bệnh, chỉ vừa mở lại một ngày thì xảy ra chuyện, anh chia sẻ. Nguyên Khang tâm sự trong đời anh đã gặp rất nhiều sóng gió khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gặp sự cố trong kinh doanh. Theo Nam MC, khi kinh doanh nhà hàng ở Phú Quốc, anh đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề khoảng cách, không thể trực tiếp quản lý nhà hàng. Vì nước xa không cứu được lửa gần, nên mỗi khi nhà hàng xảy ra chuyện anh không thể giải quyết được kịp thời. Nguyên Khang nói rằng đây cũng là một bài học cho mình. Nhà hàng Sóng Biển được Nguyên Khang đầu tư nhiều công sức và tiền bạc. Nguyên Khang chia sẻ ban đầu anh khá sốc, nhưng sau khi bình tâm lại, anh suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Nam MC nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, vẫn còn công việc MC để kiếm thêm thu nhập. Sau khi nhà hàng xảy ra chuyện, có rất nhiều nghệ sĩ khán giả gọi điện hỏi thăm tình hình, cũng như an ủi động viên tinh thần Nguyên Khang. Cuộc đời người ai cũng có sóng gió, điều quan trọng hơn hết là mình phải vượt qua nó thay vì né tránh. Tôi vốn định giấu tin này không cho mẹ biết vì sợ bà buồn, nhưng qua báo đài thì bà cũng biết chuyện. Nhưng điều tôi thấy nhẹ lòng là khi về nhà, thay vì an ủi mẹ tâm sự với mẹ thì ngược lại, mẹ lại động viên tôi. Mẹ bảo coi như của đi thay người, không thiệt hại về nhân mạng đã là điều may mắn nhất, anh nói. Nguyên Khang tiết lộ anh và các cổ đông đã quyết định dừng lại không đầu tư nhà hàng ở Phú Quốc nữa. Thay vào đó, Nam MC tập trung tâm sức cho nhà hàng mới mở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói rằng đây cũng là bài học cho mình khi lấn sân sang kinh doanh.